Xin chào, xin chào quý vị và các bạn. Mình là Michael. Chào mừng các quý vị và các bạn đã đến với kênh lò khởi nghiệp. Hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn á, khi mà các bạn ra khởi nghiệp, khi các bạn ra các bạn lập nghiệp hoặc là ra kinh doanh đó các bạn. Thì cái việc mà quan trọng nhất, cái việc mà quan trọng nhất á của việc kinh doanh đầu tiên đó là bạn muốn nuôi sống bản thân của các bạn đúng không nào? Và phát triển cái công ty của các bạn, làm cho gia đình của bạn to lớn hơn, làm cho cái cơ sở kinh doanh của các bạn kiếm được nhiều tiền hơn đó là mục đích chính các bạn đó là mục đích chính đáng tất nhiên là mình làm giàu cho bản thân mình trước có một câu nói rất là hay là nếu mà bạn muốn giúp những người nghèo thì, thì, thì bạn đừng có trở thành một trong những người đó bạn đừng có nghèo giống họ là bạn đã giúp họ rồi đó các bạn chứ bạn đừng có đi giúp những người nghèo bằng cách là bạn nghèo giống như họ thì thì tiêu đó các bạn thì khi mà bạn đã vượt qua cái cái nghèo thì bạn lên giai đoạn trung lưu trung lưu rồi người ta sẽ lên giai đoạn là thượng lưu là người giàu đó các bạn khi người giàu người ta đã làm việc người ta đã kiếm được tiền rồi thì lúc đó người ta sẽ nghĩ đến cộng đồng các bạn phải người ta sống cho cộng đồng các bạn nhìn lại xung quanh mình đi có rất là nhiều công ty người ta phát triển người ta làm việc cho cộng đồng ở nước ngoài thì có coca cola hoặc là pepsi các bạn có thấy người ta làm từ thiện rất là nhiều các bạn đi về việt nam người ta cho cho mấy cái thùng đựng đá cho những cái gọi là benno rồi cho mấy cái mấy cái liều cho nói chung cho rất là nhiều các bạn tại sao người ta bỏ tiền ra người ta cho vậy các bạn có bao giờ các bạn nghĩ tại sao người ta cho vậy không đó người ta cho rồi các bạn thấy ông tỷ phú Bill Gates hay là Mark Zuckerberg hoặc là những cái ông như là Warren Buffett tại sao rồi ông Steve Jobs ông Tim Cook ông dành người ta dành hết 90 phần trăm tài sản của người ta sao người ta không cho con của họ mà họ đi làm từ thiện hết cho các bạn người ta cho 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 hết cho cộng đồng các bạn rồi ở Việt Nam thì có cà phê Trung Nguyên năm vừa rồi năm vừa rồi hay cách đây một hai năm dành ra 200 tỷ 200 tỷ mẹ ơi 200 tỷ trời ơi má ơi 200 tỷ các bạn các bạn thấy khủng khiếp không 200 tỷ để làm gì để mua sách để mua sách những quyển sách để dạy khởi nghiệp những quyển sách dạy làm người để giúp cho các bạn trẻ Việt Nam phát triển tốt hơn đó các bạn cái tầm nhìn của người doanh nhân cái tầm nhìn của người ta là muốn phát triển quốc gia thì người ta làm như vậy các bạn tại sao những cái ông tỷ phú giỏi giàu như vậy ở nước mỹ ông lại không có có làm từ thiện ở bên nước họ mà lại đi qua châu phi làm và họ cũng có dành một phần phần tài sản của họ để làm về bên giáo dục của nước mỹ nữa các bạn thì do đâu họ lấy tiền của họ họ xài cả đời họ cũng hết để tại sao mà họ lại đi làm những cái việc từ thiện nó như vậy mục đích của họ sống để làm cái gì các bạn thì đó là câu hỏi mình muốn trả lời cho các bạn trong ngày hôm nay khi mà mình đã đi ra khởi nghiệp khi mà làm doanh nhân rồi đó các bạn cái mục đích của doanh nhân đầu tiên là nghĩ đến cho gia đình cho bản thân người doanh nhân đó và ngoài ra nếu mà bạn chỉ dừng lại chỗ đó thôi bạn chỉ là người bình thường doanh nhân bình thường thôi bạn chỉ đủ kiếm cơm để nuôi thân, với lại nuôi gia đình thôi. Bạn phải nghĩ rộng ra một tí xíu nữa. Cái cái khát khao của bạn, cái design của bạn. Designer nha, chứ không phải là, là là chữ thiết kế nha các bạn, design là cái khát khao cháy bỏng của bạn á, niềm khao khát của bạn là muốn phục vụ cho cộng đồng của bạn. Nếu mà bạn không đủ cái cái khả năng này thì bạn không thể nào gọi là doanh nhân được. Doanh nhân nó cái chữ chữ của nó rất là hay các bạn, hoặc là doanh doanh nhân là một phần, rồi bạn lên có phần nữa là doanh chủ các bạn, doanh chủ là chủ của một doanh nghiệp, là nghĩa là cái việc quy mô lúc này của bạn là nó đã rất là cao rồi và cái tầm doanh chủ là có nghĩa là bạn nghĩ cho cộng đồng, bạn nghĩ cho xã hội nữa, chứ không phải bạn đi đi trả giá với lại ông xe ôm, không có đi trả giá với mấy thằng taxi, không đi trả ra chợ rồi mua cái này rồi trả giá. khi đã quản lý trong tay hàng tỷ bạc, hàng ngàn đô, hàng triệu đô thì còn đi trả giá từng cắt từng đồng như vậy thì thì đâu có đáng mặt doanh nhân đâu các bạn. Tiền thì họ có nhiều á nhưng mà những người đó người cái đầu họ cái tư duy họ chưa đến. Họ nghĩ là tiền đối với họ rất là lớn, họ có thể sẵn sàng ở nhà triệu đô, ở nhà ở nhà lầu xe đi, đi ở nhà lầu. Ở nhà lâu đài, đi xe triệu đô nhưng mà lắc nhắc thì họ cũng vẫn 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 là trả giá từng đồng từng cắt các bạn nếu những người doanh nhân thành đạt hoặc là những người dân chủ người ta nghĩ đến chuyện lớn người ta nghĩ tới cho cộng đồng người ta muốn phát triển cả quốc gia các bạn ngoài ra người phát triển người ta phát triển doanh nghiệp của họ họ nghĩ đến chuyện phát triển của quốc gia quốc gia khởi nghiệp người người khởi nghiệp nhà nhà khởi nghiệp thì muốn quốc gia hùng mạnh đó, đầu tiên đó, là mỗi cá nhân phải hùng mạnh giống như cái câu nãy mình nói đó, muốn giúp người nghèo thì bạn đừng có nghèo giống như họ đã là giúp rồi đó bạn muốn giúp người khác thì bạn tất nhiên bạn phải giỏi rồi bạn mới giúp được người ta đó thì hãy làm kinh doanh hãy ra khởi nghiệp và có nhiều người hỏi mình em không muốn kinh doanh em muốn khởi nghiệp để làm sao để em giúp quốc gia hoặc là làm sao để em giúp nhiều người đơn giản là các bạn bạn chia sẻ những kiến thức của bạn đang có cho người ta chia sẻ những kiến thức những quyển sách của bạn rồi bạn chia sẻ những cái tâm tư của bạn và chia sẻ ra cho người ta biết như bạn cũng muốn giúp người này giúp người kia như vậy nhưng mà cái tầm của bạn chưa có thì sao thì bạn có sức tới đâu thì giúp đỡ tới đó. Giúp đỡ thế hệ trẻ để có được cái sự giáo dục tốt, giúp đỡ các bạn trẻ tìm việc tốt. Các bạn đừng có nghĩ là lúc nào cũng ra khởi nghiệp hoặc là ra kinh doanh. Có những bạn không muốn như vậy thì các bạn cứ đi làm công bình thường không sao hết. Nhưng bạn đừng có nghĩ tới chuyện làm giàu. Bạn có nghĩ là cuộc đời bạn nó sẽ êm đềm trôi qua và êm đềm chết đi thôi. Thì đó nó nó nó, nó bình thường. Thì bạn không muốn không muốn ra biển lớn để bắt cá lớn thì bạn sẽ bắt mấy con cá nhỏ và bạn ăn những con cá nhỏ đó thôi đó là cuộc đời của bạn nó nhỏ thì nó chịu nhỏ thôi không sao hết đó là chuyện bình thường có rất nhiều người người ta suy nghĩ như vậy thì tốt không sao hết nhưng đến một lúc nào đó bạn sẽ thay đổi hoặc là nếu bạn cảm giác vậy thì cuộc đời của bạn như vậy thì bạn cứ vẫn để nguyên nó không sao hết nhưng nếu những bạn nào muốn ý chí lớn hơn muốn làm những việc lớn hơn sống về cộng đồng những người như vậy người ta vẫn sống về cộng đồng rồi các bạn vẫn đi làm từ thiện vẫn giúp ích cuộc đời tốt hơn các bạn sống tốt đời đẹp đạo là được rồi các bạn rồi sau đó nhưng mà trong đó có những người doanh nhân, có những người mà muốn phát triển chí lớn. Chí lớn thì lòng phải lớn, lòng phải lớn là phải trải nghiệm bao dung, thứ tha tất cả cho một người, người ta. Đừng có giữ trong lòng và làm những cái điều nhỏ nhặt. Và đừng có nghĩ là mấy cái chuyện nhỏ nhỏ, tiền lẻ, tư duy, tiền xu đó các bạn. Không có nên đâu các bạn. Phải nghĩ tới ngàn đô, triệu đô, rồi tiếp tục mấy chục triệu đô, rồi như vậy đa triệu phú, rồi tới với tới tỷ phú được các bạn đó các bạn cái doanh doanh nghiệp của cà phê trung nguyên nó lớn mạnh ở cỡ nào thì cái tâm của và cái tầm của ông đặng lê nguyên vũ thì ông mới mới tặng 200 tỷ để mua sách tặng cho thế hệ trẻ việt nam nếu các bạn có tiền các bạn dám làm dọn không các bạn có dám làm như ông tỷ phú Bill Gates không? Dành hết 90% tài sản của mình Bạn biết tài sản của ông không? khủng khiếp tới cỡ nào, Mà ông dám dành 90% để ông phát triển về giáo dục và y tế để giúp cho những người nghèo trong khắp thế giới này. Rồi, thì bài nói chuyện đến đây của mình kết thúc, mình xin cảm ơn các bạn đã theo dõi và mình mong là các bạn hãy có cái tâm của mình sáng, cái tâm phải sáng và cái tâm phải rộng và bao la bao dung để các bạn có thể giúp cho người mọi người và trước khi bạn thành công, thì bạn hãy thành nhân trước khi thành công. Tất nhiên là là thành nhân nó rất là khó các bạn Tại vì cái chữ con người các bạn Phần con nó nhiều hơn phần người Nhưng mà mình sống làm sao để phần người của mình Nó đè bẹp cái phần con Thì mình sống vì cộng đồng Phải cho đi các bạn Cái giá trị mình trao đi Thì các bạn sẽ nhận lại được Mà cái sự nhận đó các bạn Đôi khi á, cái vũ trụ này nó trả cho bạn gấp 10 gấp trăm lần mà bạn không hề biết Thì hãy cho đi đi Cái tư duy của mình là như vậy các bạn Hãy cho đi Rồi một lúc nào đó Bạn sẽ nhận được những cái món quà xứng đáng xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau mình là michael các bạn nhớ giúp mình like chia sẻ và các bạn muốn mình nói về chủ đề gì các bạn đừng có quên comment bên dưới để cho mình biết nha xin hẹn gặp lại các bạn ở video sau